Hi, chào tất cả anh chị. Hôm nay em sẽ nấu món mì tương đen kiểu Mã Lai ạ, Hu Chen Men, Hi Men. Em sẽ nấu mì tương đen. Em chuẩn bị gồm có 1 kg mì vàng nha anh chị, quảng men, xào Fu Chen Men á, xin theo em chủ Fu Chen Men nấu mì Fu Chen á anh chị ơi, nấu mì kiểu người Phúc Kiến á. Bên này người ta gọi là Fu Chen Men, quảng xào Hi Men. Này em sẽ nấu với nước màu đen á. Mì khoảng 1 kg, ở đây làm chuẩn bị gồm có thịt, tôm, mực và chả cá. Đây quan trọng là nhất là này là tép mỡ anh chị, hành lá, tỏi với hành tím, bằm nhuyễn, đường, nước tương, nước màu để mình nấu cái loại mì tương đen này. Tại vì cái mì này nó mặn, mình không có nêm muối nha anh chị. Bây giờ anh sẽ xào tỏi với hành tím cho nó thơm. Bây giờ anh sẽ để thịt vào xào. Cái thịt này em sắp lát xong có để chút xíu nước tương với chất năng nha. Cái bột năng vô thịt ướp lại đó nó không có bị cứng á anh chị, nó sẽ bị mềm. Để biết cả cá để vào thịt. Mật em ra đẩy cuốn còn ra đây mật mau tính. Bây giờ mình sẽ để nước màu nha anh chị. Cái này là nước màu ngọt, nó không có đắng nên mình để nhiều cho nó đen á. Ở bên này người ta là treo, ta kêu là hi men á, hi men men, hi men là nó đen á, mình đen, mình tương đen anh chị. Kế tiếp là sẽ đẩy nước tương vào. Bây giờ em sẽ chế nước vào nha. Tại cái mì này là phải chế nước cho anh chị để cho nó nấu, nó hầm nấu cho nó thấm á, cái nước màu thấm vô cái mì đó anh chị, chế nước vừa đủ thôi. Mình nêm nếm rồi nước tương với chút xíu nước tương, nước màu chút xíu đường nha, tại vì mình không có nêm muối. Để nó sôi mình hả, để cái mình hả để rồi. Bây giờ anh sẽ đổ rau vào. Nấu mì này nó
hơi dăng á anh chị, tại vì mình chở vậy nè, cái nó dăng lên cái tường đen đen rồi à. Có loại này là màu nước màu anh chị, nó còn đen thùi luôn. Cái loại nước màu này nó hơi có màu vàng, nó tạo cái màu mà nhìn nó đẹp chút xíu. Mì nè em để gia đình đi làm về, sắp đi chuyện thì cầm về tới nhà em mới nấu, tại nấu chút nó sẽ bị nở đâu, quá nó nở không không rồi, nó nguội nè, không không rồi. Bây giờ chị em ra đậy nắp lại, nấu mở lửa nhỏ nấu riu riu nha, có cho nước mì nó sắc lại. Đây nó dâng hồ đưa cái mầm cái nắp thì là mình để mập vào nha. Để rớt nước ra, không nước sắp cạn này nè. Sắp xong rồi em để hành lá vào. Anh chị thích ăn hành lá để hành lá, không thích ăn hành lá thì thôi để hành lá, để rau cải được rồi. Anh chị thấy không, nó dăng luôn à. Với em nấu cơm em không thích ăn khói, em chồng em nó đói rồi, nó hói nãy giờ có cơm giống như là nấu cơm gấp gấp anh chị, giống như là mình làm cái này cái kia nó gói còn ngọt chưa. Ở đây là thép mỡ, một nửa em sẽ để vô nấu chung, một nửa em sẽ gắp lên trên nha chị, tặng cho nó thơm á. Mì nè phải có cái thép mỡ ăn nó mới ngon anh chị ơi. Khu chen men hi men á, cái mì nè người ta gọi tiếng Hoa là gọi là khu chen men, của người thì gọi hi men. Tất cả anh chị ăn cơm tối cùng gia đình mình nha.